Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta lại được lắng nghe một câu chuyện kể ở đây. Có thể cũng không giải quyết được gì sau khi câu chuyện đã được kể ra, bởi vì chỉ có người trong cuộc cùng với những mối quan hệ của họ mới là những đối tượng chính để giải quyết một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc được ngồi xuống, được có một người lắng nghe, mạnh dạn kể lại câu chuyện của mình đã là một cái bước khởi đầu rất là quan trọng để chúng ta có thể đối diện lại với cuộc sống của mình, đối diện lại với một quá khứ đã đi qua, hoặc là đối diện với một cái sự rối ren nào đó mà tạm thời mình vẫn chưa tìm cách thoát ra được. Tuần này sẽ là ai và họ kể câu chuyện gì, để chúng ta hiểu rằng ai cũng có chuyện. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả sẽ cùng làm quen với nhân vật. Dạ vâng, em xin chào chị Tô Nhan và chào chương trình Ai Cũng Có Chuyện. Nghe giọng như ca sĩ với em kiểu dạ vâng, đúng không? Yes. Đó, thấy em thấy chưa, em thấy cái tố chất nghề nghiệp của em chưa? Em hiện tại là ca sĩ và KOL, nghệ danh của em là Dương Tùng Nhân. Bây giờ mình hát một đoạn nào đó mà được coi như là một cái hit của mình để khán giả nhận diện mình ngay lập tức, nằm một đoạn ngắn thôi. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến nữa, em mong lắm mắt anh khu. Để cho mọi người có thể dọn dẹp tâm thế, sửa soạn để nghe câu chuyện của mình ngày hôm nay, thì Nhân có thể cho chị một cái cụm từ đi, một cái cụm từ mà mang tính giống như là nó là cái tựa bài vậy đó, về cái câu chuyện mà mình chuẩn bị kể, thì em sẽ dùng cái cụm từ gì để mọi người chuẩn bị tâm thế lắng nghe? Chắc là em sẽ dùng cái cụm từ mà để cho đặt để vào cái câu chuyện của em là nỗi ám ảnh tuổi thơ. Nỗi ám ảnh tuổi thơ. Yes. Điều này có nghĩa là câu chuyện của mình nó sẽ phải bắt đầu từ lúc mình còn bé. Dạ vâng. Bé đến mức độ nào? Bắt đầu lúc năm em khoảng 7 tuổi. Lúc đó bắt đầu là cha mẹ cho em về quê nội sinh sống. Vào một buổi chiều nọ, em còn nhớ rất rất rõ, và tới thời điểm hiện tại em vẫn nhớ. Nó hầu như là nó in sâu trong đầu của em. Cô là em của cha em, đứng ở trước cửa nhà nội, nói là thằng trùng huyết. Em nói là trời ơi, sao mà nói như vậy. Mình biết cái câu đó là chửi mình, nhưng mà cũng mang cái tính gọi là châm biếm mình đó, nhưng mà mình không biết. Thì lúc đó em về em mà lúc đó em có hiểu cái từ đó nó có ý nghĩa là như vậy không? Không. Lúc em chỉ biết là cái từ này là không có ý tốt với mình thôi. Đúng rồi. Xong về mình mới chạy vào nhà hỏi mẹ. Khi mà hỏi mẹ thì bảo là mẹ ơi, người ta cái cô Út có gọi con dậy á, thì mẹ chỉ khóc thôi, mẹ không nói gì. Thì mình nhằm hiểu được cái việc đó, không nên hỏi nữa, kiểu làm cho một mẹ mình làm cảm thấy tổn thương gì đó, mà em không hỏi nữa. Nói không hỏi là suy nghĩ lúc đó thôi, mà lúc còn nhỏ mà chị vẫn thắc mắc. Nói là lúc đó vài ngày sau vẫn hỏi, cứ câu chuyện nó cứ tiếp tục tiếp dẫn như thế. Sao em không hỏi ba mẹ mà hỏi mẹ? Em và mẹ là một người bạn cực kỳ thân, và hầu như là cha luôn luôn nói với em là cha bận công việc, cha bận đi làm, rồi cha chỉ về vào buổi tối, sáng cha đi, tối cha về, đấy như thế. Cho nên mình không chọn ba là một cái người để chia sẻ. Em có ghét người cô của mình không? Không, tại vì thật sự lúc đó em không có ghét, mà em chỉ thắc mắc là tại sao lại nói cái câu đó với em, trêu hoặc là châm biếm hoặc là cái gì đó trong cái thời điểm đó. Cho nên mình vô mình thắc mắc, mẹ ơi cái câu nói đó là cái gì? Chứ mình không có bàn nhiều đến cái cái tâm thế, cái tình cảm mà người cô dành cho mình. Em không có đánh giá cái người nói ra câu đấy, mà em thắc mắc câu nói đấy thốt ra từ miệng người đấy. Rồi sau đó thì sao? Tới năm em học lớp 9. Trời ơi, là bao nhiêu? Là 7-8 năm sau. Dạ, cái mới đi chuyên sâu vào. Thì có một cái buổi chào cờ, có một cái thầy tâm sinh lý nam và nữ gì đấy về chia sẻ cho các bạn. Thì sau đó thì thầy có một buổi trò chuyện cho lớp phó và lớp trưởng từng lớp để tuyên truyền lại rõ ràng hơn cho các bạn. Thì lúc đó em mới hỏi thầy đấy. Kiểu mình ngại lắm, mình tới mình hỏi, mà thật sự lúc đó kiểu con cái nhà quê đen đúa, mà kiểu em mà cảm tới cái việc đó luôn ấy. Nhiều khi mình bị như trùng huyết như vậy, mình mới bị đen đúa, rồi bị như này kia nọ ấy. Mà lúc đó thời đó em nói thật, em bị đeo mắt kính cận. Và tại thời điểm này em đã bên 12, bên 13 độ rồi. Và lúc đó là em nhớ không nhầm là em bên 6 độ mấy, bên 7 độ. Và toàn trường luôn, em nói thật luôn, thời điểm đó em giống như một người mà quá vật hành tinh rồi, cái kiểu không có ai đeo mắt kính của mình em. Dị biệt lắm hả? Dạ, cái từ đó dành cho mình ấy, và mình bị vậy cho nên mình mới bị cận á. Cái xong mình mới hỏi thầy, cái thầy về truyền đạt cái thông tin đó, thì thầy mới nói là thì người này nói chung là cùng cha mẹ đẻ ra, xong hai người lấy nhau. Xong lúc đó em giận bản thân của em.
Em giận cái gì ở bản thân mình? Mình nói là tại sao mình lại chọn một cái gia đình, sinh ra trong một cái gia đình như thế này. Ừ. Lúc đó ức lắm, đi học không về. Xong mẹ hỏi em là như nào, cái em ngồi đó em kiểu câm lặng luôn, không nói một cái điều gì hết. Và mẹ lúc đó cũng đang ngồi trên giàn máy may, thế mẹ nói cho con biết đi cha với mẹ là sao mà để con ra rồi để cho cô rồi mọi người xung quanh lại bàn tán về cái chuyện đấy. Ừ. Có nghĩa là có lời bàn tán của mọi người nữa. Dạ. Ừ. Xong rồi mẹ mới nói với em là giờ con muốn biết không? Nếu mà con muốn biết thì mẹ không muốn sống. Lúc đó mẹ nói với em câu đấy, thế em lại nghĩ tới cái việc là tại sao mẹ lại đánh đổi một câu trả lời bằng cái mạng sống của mẹ. Em khóc rất nhiều và em đi ra ngoài sau nhà. Thì em nghỉ học cũng khoảng gần tuần. Mình nghỉ học luôn sau bữa đó. Dạ. Xong lúc đó cô mới điện vào nhà, cô mới hỏi là tại sao em Thanh không đi học. Tên thật của em là Thanh. Xong cái mẹ mới nói thì hồi đó điện là điện thoại cho cha, với nhà nghèo lắm, không có một cái, chỉ có một cái điện thoại duy nhất để cha làm ăn thôi. Cha về cho lôi cho đánh quá trời. Xong trong cái lúc mà cha đánh em á, em mới hỏi cha có từng bao giờ nghĩ cho bản thân của con mà lúc đó không nói chuyện được luôn á, như thế này đâu. Kiểu mình nói theo cái một đứa trẻ nó thắc mắc và nó hỏi. Cha mới nói là ai nói cho mày chuyện này. Mẹ mới nói với cha là nó nghe người khác nói, nó về nó hỏi nhiều lần lắm rồi nhưng mà không biết trả lời như nào. Và cha bắt em cúi xuống đánh tơi tả, có nghĩa là không có điểm dừng. Tới cái thời điểm mà năm em 19 tuổi, có nghĩa là em và mẹ em là một người bạn cực kỳ thân. Không phải là mình nói là mình thích cái gì mình nói với mẹ, rồi mẹ sẽ mua tặng cho em cái đó. Tuy nhiên mẹ chỉ cần nhìn thôi mẹ biết em thích cái đó rồi. Vậy em chỉ cần nhìn mẹ thôi là em biết mẹ muốn cái gì, tới mức độ đấy. Nên lúc đấy là em đang vừa đi học vừa đi làm. Xong cái em nghe một cú điện thoại của mẹ là 3 ngày rồi mẹ không tiểu được, mẹ không ăn được. Lúc em về nhà thì em thấy người mẹ sưng lên hết. Rồi lúc đó em hoảng lắm. Mà chị biết không, lúc đó đã sợ, rất sợ. Tại vì chưa bao giờ có cái cảm giác đó. Nhưng lúc đó em không biết làm sao, câu hỏi đó vẫn nảy lên trong đầu ấy. Vẫn hỏi tiếp nhưng mà không có thốt ra. Em đưa mẹ em lên bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nằm 2 ngày, xong một mình em đưa mẹ lên bệnh viện Chợ Rẫy. Mà lúc đó em ngốc tới mức độ, chị biết không, ngồi mà nói là mẹ ơi mẹ đừng có mất như thế này như kia ấy, sợ lắm. Nhưng mà vẫn nảy ra trong đầu là câu hỏi đó. Tại vì mình cảm thấy cái việc mà em hỏi ra để có câu trả lời ấy, nó không phải là xác minh mình trong sạch, mà là em muốn mọi việc rõ ràng. Nếu như mình không có như thế thì phải nói cho mọi người biết là mình không phải như vậy. Em biết không, thực ra thì cái trăn trở lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người là về nguồn gốc của mình. Chị không biết là hồi tuổi thơ em có coi cái bộ phim này không, nhưng mà bộ phim này là tuổi thơ của thế hệ tụi chị, đó là cái phim Tiểu Long Nhân á. Cái thằng người rồng mà nó có cái đuôi con rồng á. Dạ dạ, loáng thoáng. Cái bộ phim mấy trăm tập chỉ để giải quyết đúng một vấn đề thôi, là mẹ của thằng Tiểu Long Nhân là ai. Nó dành mấy trăm tập phim chỉ để đi tìm mẹ. Cả một cái đoạn đầu của Tây Du Ký chỉ dùng để giải quyết coi là con khỉ đó nó sinh ra từ đâu. Và hàng loạt những cái tác phẩm khác thì người ta cũng đều xoay quanh đúng một câu hỏi mang tính nhân sinh rất là phổ biến. Tôi là ai? Tôi đến với cuộc đời này bằng cách nào? Điều đó nó không khó hiểu khi em cứ phải giữ cái điều đó ở trong lòng mình suốt những cái năm tháng tuổi thơ cho đến tuổi dậy thì, là một tuổi mà cực kỳ nhạy cảm về bản ngã. Em có cảm giác tội lỗi nữa kìa. Cái cảm giác tội lỗi đó, mình không có tội gì hết, nhưng mà tự nhiên mình không muốn chấp nhận cái thân phận đó của mình, vì mình hiểu là theo cái định chuẩn của mọi người nó không có đúng. Cho nên nó như một cái tảng đá đè lên trên tâm hồn của em vậy á. Yeah. Thế thì cái lần mà đưa mẹ đi bệnh viện đó thì sao? Tình hình của mẹ thế nào? Bác sĩ có gọi em vào, hỏi là có đi với ai không? Là em nói em đi một mình. Lúc đó mình cảm nhận mình muốn, rất muốn ôm bác sĩ để khóc luôn. Tại vì người ta đang dỗ em, và người ta đang nói là bình tĩnh, mọi thứ có bác sĩ ở đây lo. Thì lúc đó mẹ em bị thận quá nặng đi. Bắt buộc phải chạy thận một lần để có thể mổ được 50-50. Nếu trong quá trình chạy có vấn đề gì thì người nhà sẽ là người chịu trách nhiệm. Lúc đó em gọi cho cha em, thì cha em có nói đúng một câu là như thế này nè: thì mày ký đi, bây giờ cha bận quá. Xong cướp máy, làm em tổn thương tới mức gọi là kinh khủng khiếp. Và em cảm thấy mình có một mình trên đời này thôi đúng không? Yes. Em ngồi ở dưới bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn dòng người đi ngang ấy, kiểu cảm giác muốn ôm một người nào đó và kêu họ để nói với họ là tôi đang bị như vậy đó. Nhưng dường như cái việc mà mẹ em càng ngày càng xa em hơn ấy, em không được cảnh báo trước. Cái hôm đó tự nhiên mẹ em đang nằm ở trong phòng, tự dưng khoảng 5 giờ chiều, bác sĩ thông báo là
mẹ của em là bệnh nhân châu thị đựng được mổ như các kiểu. Lúc mổ xong em mới biết đó là ca mổ cấp cứu. Mẹ em từ một người phụ nữ 63 cân, khi mổ xong còn khoảng 42 cân. Hai tháng, tháng đầu tiên em đưa mẹ đi tái khám lại, thì mẹ có nói với em là chẳng nhẽ bây giờ mẹ phải nhảy lầu xuống chết, mà mẹ chết thì bỏ con lại mẹ không có đành. Hai cái ống phải đâm trực tiếp ra ngoài rồi cầm bên ngoài như thế này, mà đi từ Tiền Giang lên tới thành phố Hồ Chí Minh thì hai mẹ con xa lạ lắm, không biết gì ở trên đây cả. Thì chỉ biết cái kết quả đó em không cho mẹ nhìn thấy. Ngày lúc đó là có dấu hiệu ca rồi. Thì trong cái giai đoạn đó em nói là giá như từ trước tới bây giờ em đừng bao giờ hỏi mẹ những cái câu hỏi ngu xuẩn như cái lần mẹ đã nghe cổ em nói. Có nghĩa là em suy nghĩ ngu ngốc lắm. Em nghĩ là cái câu hỏi đó nó làm mẹ đau hơn ấy. Em ước gì em rút lại được cái lời nói mà em không hỏi mẹ. Thế thì lúc mẹ em báo cho ông ngoại thì ông ngoại cho cậu em xuống đó về dinh ngoại được 33, 34 ngày gì đó. Mẹ mất. Lúc mẹ mất là em nghĩ là cuộc đời em hết rồi, không còn gì. Mọi việc nó diễn ra một cách gọi là không còn gì để mà đỡ. Cha em thì ngồi khóc một bên, gục một bên, như em cũng vậy. Năm 2016, giữa năm, em lên thành phố vì em không muốn nhìn thấy cái cảnh mà thứ nhất là không có mẹ bên cạnh. Vì mỗi buổi sáng là mẹ em đi chợ mua đồ ăn sáng cho em, mặc dù nó rất là rẻ tiền. Cái ngày mà mẹ em đưa mẹ em về để lên bàn thờ, cái em vào phòng của mẹ em ngủ, em khóc suốt một đêm, em chỉ ngất liệm đi khi nào em không biết. Tới sáng em thức dậy lúc đó tầm khoảng 8 mấy 9 giờ sáng, em ra cha em đang ngồi hút thuốc ở trước nhà. Thì em mới hỏi cha là sao mẹ đi chợ giờ này chưa về, sao mẹ đi chợ giờ này chưa về. Có nghĩa cái lúc đó em không biết là tại sao em lại thốt ra cái câu đó. Lúc mà cha em nghe em hỏi câu hỏi đấy thì cha em mới đi ra ngoài luôn, và cha em không trả lời. Không định nghĩa nó là giấc mơ, nhưng mà mình không nghĩ nó là như vậy. Lúc em lên thành phố thì em chưa được 2 triệu. Hôm nay em có nói cha là cha cho phép con, không phải là bỏ cha, nhưng mà con muốn có một cuộc sống tốt hơn ở trong suy nghĩ của con, chứ không phải là nó giàu hơn. Con muốn thay đổi môi trường sống. Cha đưa cho em 50.000. Lúc đó em còn trong người gần 1.500.000. Cha em đưa anh 50.000, cha bảo là con chạy ra ngoài chợ Thạnh Trị á, con mua cá về đi cha chiên cho ăn. Có nghĩa là những ngày trước tại sao cha không làm như vậy. Đợi tới cái ngày mà em chuẩn bị tất cả hành lý, em khăn gói em đi lên thành phố. Lúc đó em đi mà ra ngoài tới chợ ấy, biết không, mình nấn ná là mình không biết là mình sẽ vô mua thịt, mua cá về đưa cho cha rồi mình đi, hay là mình cầm 50.000 này mình đi luôn. Thế xong em mới nhờ con của một người bác, con của bà nội, mua cá mang về cho cha, nói là em đi công việc tí em về. Thì lúc đó em đi là em tắt điện thoại, em lên thành phố tới bến xe miền Tây, cái em đi xuống xe để có mấy chủ xe đã ôm ấy, hỏi em là mày đi về đâu, chú chở cái kiểu. Cái xong mình kiểu nghe câu nói xong mình trong vô vọng nhưng mà không có dám khóc. Nhưng mà trên chuyến đi từ bến xe Tiền Giang lên bến xe miền Tây là khóc rã rời luôn, bịt khẩu trang lại trùm nó lại kín mít. Mình mới nói là chú chở con đi đâu, có công ăn việc làm mà được. Cái người đã chửi em, gọi là mày có bị điên không. Chỉ biết em đóng tiền phòng xong còn đúng mấy chục nghìn nữa thì em có xin vào một cái làm tạp vụ một cái quán cà phê. Chỉ biết em nhịn ăn đúng khoảng 4-5 ngày gì đó, em chỉ uống nước thôi mà vẫn có sức làm. Xong thì em nói là cho em xin ứng 50.000 hoặc 100.000 cũng được. Thì chỗ đó cho ứng 200.000 hay 300.000 gì lâu quá em cũng nhớ. Lúc Facebook vô tình có thấy một cái bạn, cái chị đó cũng trong nghệ thuật ấy, kiểu khu vực lân cận hay sao đấy. À, cái em kết bạn, cái mình cũng say hi, cái chị đó cũng say hi. Cái chị đó lớn tuổi hơn em cũng khá là nhiều rồi. Chị đó bảo là nếu mà em muốn thì em chị giới thiệu cho em vào một cái trung tâm thanh nhạc, nhưng mà chi phí ban đầu thì chị chỉ cho em khoảng 3 tháng đầu tiên thôi, còn mấy tháng sau. Em nghe em sợ em bị dụ chị. Xong rồi, lúc sau em suy nghĩ lại, mình không còn gì để người ta dụ cả. Đó là một cái trung tâm giải trí. Em học được gần 6 tháng do may mắn sao được giải quán quân trong công ty đó. Mà công ty tổ chức cũng có 30-40 người thôi. Và trong cái quá trình đó thì cái chị này là cái chị mà hung đúc tinh thần của em.
Thì tới thời điểm mà em đạt được cái giải quán quân của công ty rất là nhỏ đó, rất là nhỏ, em mới biết được là chị này là gốc rễ trong showbiz nó không nhỏ. Nhưng mà chị không lấy cái đó để chị đẩy em lên, mà chị nói là ở đoạn đường trước có gai đó, em né chỗ đó nha. Và chị có nói em đúng một câu là em đừng dùng thân xác hoặc tiền bạc hoặc bất cứ cái thứ gì đó làm lợi cho người khác để em có thể đứng lên sân khấu em hết. Em nghe theo và em làm theo. Dần dần cuộc sống thay đổi hơn và được đi nhiều show hơn. Ban ngày thì em làm việc ở, có nghĩa là không phải là làm việc mà là gọi là làm công quả ở Bình Tân. Ban đêm ấy nha, nếu không có show thì em sẽ ngủ tới khoảng 2 giờ đêm, xong em thức dậy em đi vác nước đá. Dạ, 2 tiếng thôi là được 175.000, em còn nhớ rất kỹ, mà từ năm 2017 tới 175.000 nó cũng khá là cao. Dạ, mà em vác được tầm khoảng nửa tháng thôi. Cái em đi được hát show trở lại, mà những cái chỗ mà em hát nha, là từ trước giờ không biết nó là may mắn hay không may mắn mà chưa bao giờ hát show hội chợ. Và chỉ hát show ở chùa, mà chùa to thôi. Rất là có duyên. Hồi đó bánh bao á chị, 6.000 một cái. Em mua bao nhiêu ta? 30 cái là 180.000. Cái em cho ở đường Cách Mạng 8. Mấy cô chú cơ nhở đó. Ủa mà thấy vui lắm chị. Nghĩa là về mình vẫn ăn bánh bao chung với cô chú đó, về nhà em vẫn ăn bánh bao đó. Thì cái việc đó nó ăn sâu trong máu của em. Vì lý do là trước đây gia đình rất rất nghèo. Quay trở lại một chút xíu là gia đình nghèo, nghèo kinh khủng khiếp. Có thể không có tiền ăn trong một ngày hoặc trong một tuần. Tuy nhiên mẹ em dùng cái số tiền may đồ bộ của mẹ em, may đồ chợ ấy, bộ tầm khoảng 1.000, 2.000, 3.000 là cùng. Mẹ em để tới 14 âm lịch đó, hàng tháng. Và 30 âm lịch mẹ em nấu một cái nồi cháo. Thì mẹ em để dành tiền mua cái nồi to như thế này nè, để xong cái nấu cháo chay cho mấy cái bạn học sinh sinh viên gần nhà. Tới lúc mà mẹ em bệnh, mẹ em mang chai trường 7 năm xong mới mất. Thì cái đó là cái hơn. Mẹ em không có chỉ, không có kêu em làm vậy. Nhưng mà mình thấy. Dạ. Mà em mê. Đứa trẻ nó được học từ những cái gì mà nó được quan sát ở bên ngoài cuộc sống xung quanh nó mà. Thế thì chị thắc mắc là khi mà mình rời khỏi gia đình như vậy á, thì đến bao nhiêu lâu mình mới quay trở lại mình gặp ba ở lần kế tiếp? 2018. Tức là mấy năm? 2 năm. Là 2 năm trời bặt vô âm tín. Yes. Ba cũng không tìm em. Chắc có tìm nhưng mà tìm không được. Dạ. Tại vì lúc đó là em cũng thay đổi. Thực ra nhà em á, thì ba với mẹ chỉ có em là con thôi. Dạ. Cái câu hỏi lớn nhất nó trăn trở từ ngày bé cho đến sau này, cuối cùng thì em có câu trả lời chưa? Năm 2018, em mà trực tiếp liên hệ lại cho cha. Lúc đó cũng kiểu có tên tuổi một xíu rồi. Mình tự trước. Tin để nói chuyện rồi. Nghệ danh của em trước đây là Dương Phúc Lâm. Dạ. Có nghĩa là mình nhờ bạn bè để điều tra thôi. Thì biết cha ở bên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó mới qua ngay tại địa chỉ nhà đó. Cha em người đen đúa mà nhỏ con, cái ngồi ở phía trước đang đội cái nón lá để xây cái tường thành ở đằng trước. Cái tường ở đằng trước này nè. Thì em mới nói là sao cha ngồi đây. Xong cha em dán cái nón lá cho em nhìn lên. Chú Kim ai? Một cái cảm giác em bị không biết diễn tả như thế nào. Mình lóc đau cơ thể, mình đơ ra. Con này cháu nhớ hả? Thì từ cái tiếng nói, cái giọng. Dạ, cha mới nhận ra. Cha bỏ cái bài xuống, cái bài mà đây trái hồ đó. Bỏ bài xuống xong đi thẳng vào trong, ngồi khóc. Lúc đó em không biết làm gì, em chỉ đi vào. Rồi em vỗ vỗ vai cha thôi. Tại vì lúc đó, lúc em đi và lúc em về nó hoàn toàn khác nhau. Em ốm hơn, em có nghĩa là khi mà bước vào môi trường nghệ thuật rồi, không sữa nó cũng đẹp, đừng nói chi là sữa. Nói với cha là cha ơi, dạo này cuộc sống cha làm sao? Cha cũng nói đó, vậy đó. Nhưng mà vừa khóc vừa nói, cha con lúc đó kết nối và gọi điện thoại nhiều hơn, nhiều hơn. Tới giữa năm 2019 thì em cũng bị sự cố trong kinh doanh. Lúc này thì câu hỏi mới được trả lời. Ở dưới nội gọi lên là bà nội em bệnh rất là nặng, chuẩn bị mất. Em đi về. Lúc này thì câu hỏi nó dồn dập trong đầu là mình có nên hỏi nội mình hay không. Có. Nội thương con thì nội kể cho con nghe một lần. Tại vì lúc đó cũng khóc với nội, nói là nội ơi, nội cho con được một cái câu trả lời. Tại vì con hỏi, bây giờ con hỏi mẹ con mà mẹ con mất rồi. Còn cha con như người mù tiệt á, hỏi không trả lời. Nội nói mà nói không rõ ràng.
Tuy nhiên sau kết lại mọi chuyện thì em mới biết rõ. Có nghĩa là ông ngoại của em có một người em trai ở Long Xuyên, về tận Tiền Giang cưới một cô gái, đẻ ra rất là nhiều con cái. Sau đó tới năm 1967, ông đó mất, bà nội mới kiểu có thêm một người bên ngoài để đỡ đần cuộc sống và cũng như hun đúc thêm tinh thần. Lúc đó thì lúc đó có một đứa bé ra đời năm 1969. Trong một cái tâm thế là ông ngoại em suy nghĩ là em trai của mình nó mất rồi, thì thôi mình đỡ đần bớt con cháu của nó, thì mới đưa đứa bé về nuôi lớn lớn theo từng ngày. Và mọi việc diễn ra một cách không ngờ trước. Ngoài đứa bé đó là cha em hiện tại. Mọi người sẽ nhìn nhận cha em là con của người đã mất năm 1967. Tuy nhiên nó không phải sự thật, nó không phải như thế. Lúc đó em cảm giác giá như em đứng hỏi nội. Em không biết là cái cảm giác khi nội nói ra nó có thoải mái hay không. Chị thì chị vẫn đang bắt đầu thắc mắc về tất cả những người lớn trong nhà em, là chuyện này có gì đâu giấu. Bởi vì về căn bản ba với mẹ em không có chung huyết thống. Nếu như thực sự câu chuyện nó là không có gì cả, thì cái việc mà mình càng minh bạch với một đứa trẻ, thì điều này vừa làm cho đứa trẻ nó lớn lên một cách yên tâm, mà bản thân mình cũng sống một cách rất là thoải mái. Nó là giá như mọi người trả lời cho cái câu hỏi này cho em sớm hơn, thì em nghĩ là cuộc sống của em nó không giàu có hơn, tuy nhiên cái tinh thần của em nó sẽ tốt hơn. Nó không dây dứt như vậy. Yes. Tới lúc nội mất, mọi việc nó đã rõ ràng. Chị biết là gần nhất tại thời điểm gần đây là cách đây khoảng chừng 5 ngày em mới nói với cha em mọi việc, là con có hỏi nội, nội nói vậy đó, cha với mẹ không trả lời cho con biết. Cha mới nói với em là để bảo toàn danh dự cho một người thì phải có một người hy sinh. Có nghĩa là để bảo toàn danh dự cho bà nội không có người khác, thì cha và mẹ, kể cả em, là người phải nói theo đúng ý của cha là hy sinh. Điều này có nghĩa là việc bà nội có con, tức là ba em với một cái người sau này, là cái mà không ai biết. Yeah. Và mọi người vẫn nghĩ rằng ba em là con của ông nội trước. Yes. Lúc đó em... Vậy thì nhiều người hy sinh lắm. Có cả ông ngoại em hy sinh nữa. Yeah. Lúc đó em kiểu không biết nói gì với cha. Cha có nói là cha chỉ làm theo một cái lời nói mà ông bà xưa để lại. Đúng lúc, đúng thời điểm, mọi việc nó sẽ được sáng tỏ, và nhiều khi con người sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn ở cái việc đấy. Tuy nhiên lúc đó em nói lại ngay, thì cha có thấy là cái sự hy sinh của con và mẹ có xứng đáng không? Cha không nói gì nữa, ra hút thuốc. Thực ra với câu chuyện của em thì cái điều mà chị cảm thấy nó vấn đề, nó lấn cấn thực sự là vấn đề, đó là khi mọi người quyết định thay cho cuộc đời của người khác thôi. Ở đây mình không có trách, bởi vì mỗi người đều có một cái nỗi khổ riêng. Yeah. Nhưng nó là một cái minh chứng cho một cái câu chuyện mà chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là khi chúng ta không can đảm đối diện á, chúng ta sẽ kéo hậu quả đi rất là xa. Thực ra chị nghĩ đơn thuần chỉ cần một cái sự can đảm của bà nội. Bởi vì đúng là trong một cái xã hội phương Đông, những cái điều tiếng dành cho phẩm hạnh của một người phụ nữ nó quá là cay nghiệt, là khó. Yeah. Yeah. Nhưng rồi thì dư luận cũng phải quay về với cuộc sống của họ chứ. Và quan trọng là bà của em sống hạnh phúc không? Bà của em có trách nhiệm với những người con đã được sinh ra hay không? Bà của em vẫn có đang sống tốt từng ngày hay không? Và cuộc đời của bà cũng chỉ có bà là cái người thẩm thấu rõ nhất. Chỉ tiếc rằng là thiếu một chút can đảm để thừa nhận. Câu chuyện của mỗi người được kể ở đây đều cho chúng ta những cái góc nhìn để có thể làm những cái chất liệu. Và đôi khi trong trường hợp mình ở một cái hoàn cảnh nó tương tự, mình sẽ can đảm để đưa ra một cái quyết định nó đúng hơn, nó bớt sai hơn. Đến thời điểm này thì em cảm thấy là thôi thì coi như đó là một cái mệnh số của đời mình đi. Nó đã trải qua rồi, bởi vì nó đã trải qua rồi. Để nói mà kiểu có đấu tranh về cái việc là nói hay không nên nói ra cái sự thật đấy ở một chương trình nào đó hay không, chắc chắn là có. Thực ra với câu chuyện của em có một thông điệp mà chị rất là muốn chia sẻ với những người đang làm phụ huynh. Đừng bao giờ coi thường cái tâm tư của con nhỏ. Yes. Khi con nhỏ hỏi rằng con từ đâu mà tới, ba mẹ đã sinh con ra như thế nào, vì sao ba mẹ lại sinh con ra, những cái câu hỏi mà chúng ta vẫn hay gán cho nó những cái nhìn là con nít con nôi, hỏi những cái chuyện tào lao, thì đẻ ra thôi. Không, đó là một câu hỏi rất lớn của đời người. Và khi đứa trẻ nó có sự tự hào về cái lý do nó được sinh ra, nó sống tốt hơn,
em cũng rất rất là hy vọng qua những cái lời chia sẻ, nó cũng là một cái thông điệp để cho quan tâm con cái và chia sẻ với nó nhiều hơn. Nói chung là trân trọng từng giây từng phút. Chị muốn hỏi em một câu nữa trước khi mình chia tay nè. Dạ. Em có nghĩ ba em khổ không? Nói một điều gì đó với ba, muốn cho ba hiểu điều gì đó để em nghĩ rằng là điều này sẽ giảm đi cái sự trằn trọc của ba, một cái gánh nặng ở bên trong của ba. Em sẽ nói gì với ba? Từ trước tới giờ chưa bao giờ thổ lộ hoặc là nói chuyện với ba nhiều cả. Tuy nhiên cái bức thư vừa qua con viết cho cha, chắc chắn là cha đã đọc rồi. Thì bây giờ con chỉ muốn nói đúng một câu với cha là những việc mà con đã nói hoặc đã làm trong khoảng thời gian vừa qua, nếu như có điều gì sai thì cha hãy bỏ qua cho con. Hy vọng là suốt quãng đời còn lại, cha sẽ dành thời gian đó để thương con giống như là mẹ đã từng thương con. Và ngược lại, con sẽ thương và chăm sóc cho cha. Cảm ơn em. Những người ba ở thế hệ của ba em, để nói một cái điều ngôn tình để bộc bạch lòng mình, nó không phải là chuyện dễ. Dạ. Cho nên có những cái nỗi khổ nó để ở bên trong, và một cái sự kiệm lời của một cái người đàn ông nó có thể khiến cho họ trở nên cục cằn hơn với con của mình, với vợ của mình. Rồi họ cũng ôm cái nỗi khổ đó một mình với một cái kiểu nam tính độc hại. Cho nên là việc mà chúng ta chủ động mở lời, nó cũng là một cái cách để chúng ta thực hiện cái điều mà các bạn trẻ vẫn hay nói là ước gì ba mẹ hiểu con hơn. Yeah. Ước gì ba mẹ thông cảm cho con hơn. Hãy hiểu rằng là ba mẹ có cái bối cảnh trưởng thành của họ, để họ làm điều đó nó rất là khó. Yeah. Và nếu các bạn mong muốn điều đó thì thôi các bạn chủ động đi. Đã là người nhà thì không có tính toán. Và với câu chuyện của Tùng Nhân thì một lần nữa chị rất là cảm ơn em. Có những điều chúng ta nghĩ là đơn giản, nhưng nếu như không được giải quyết thấu đáo, nó có thể tạo ra một cái nỗi đau cả đời. Và con người ta không bước qua được cái nỗi đau đó, để rồi từ đó nó vướng víu với rất nhiều những cái quyết định khác và những cái sự trói buộc khác. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn rất là kiên nhẫn với chúng tôi trong mỗi buổi tối ngồi lại ở đây để cùng lắng nghe những câu chuyện của ai đó, bởi vì ai cũng có chuyện. Và chúng ta cũng nhìn những cái chất liệu cuộc sống của người khác để làm kinh nghiệm cho mình, để làm hành trang cho mình. Bởi vì chúng ta cũng chỉ có thể sống một cuộc đời thôi, nhưng mà diễn biến cuộc sống thì muôn hình vạn trạng. Và chính trong trải nghiệm của người khác, nó cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá. Rồi vậy chào anh em là thảo biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Đầu tiên nhờ anh giới thiệu dùm em những thông tin cơ bản như là họ tên, tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu nha. Mình là Nguyễn Bá Trung, sinh mùng 10 tháng 5 năm 1984. Mình hiện tại là đang sống ở Nghi Lộc, Nghệ An. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp. Anh làm đầu bếp là mình nấu cho nhà hàng hay là anh nấu ở đâu hay như thế nào, anh hay quán ăn? Mình nói chung là mình nấu cho đủ các loại á, bên nhà hàng khách sạn. Là mình làm cho nhà hàng khách sạn luôn hay là anh nấu tự do, khi nào người ta kêu thì mình mới tới ăn? Cũng nói chung là có thể mình làm năm nay ở chỗ này, có thể năm khác ở chỗ khác. Nói chung là cái thu nhập nơi nào cao hơn thì mình chạy thôi. Dạ. Mà dù cũng vòng vòng ở trong Nghệ An thôi ha, đi có tỉnh khác luôn không? Có, mình làm ở thành phố 7 năm. Làm ở Hà Nội 1 năm. Và cái đây cũng làm được dăm 7 năm ở quê mình. Dạ. Và anh Trung cho em xin một vài cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của anh Trung nha. Điểm yếu thì nói chung là cái nhược điểm của mình là nó thường hay ít nói. Còn ưu điểm thì nói chung là mọi người thừa nhận mình là tính dễ tính và sống thoải mái với mọi người. Sống thoải mái là còn gì nữa không anh? Tôi nói thôi. Rồi, điểm yếu là ít nói nè, rồi có hút thuốc hay là nhậu hay gì không anh? Hút thuốc thì không. Dạ, rồi anh đang ở Nghệ An là anh ở với gia đình hay ở với ai? Ở với mẹ.
Là đang có anh với mẹ anh thôi, không có anh em gì hết. À, nói chung hiện tại thì mình mới xây nhà xong, anh đang cùng năm này ở riêng đấy, đưa còn mẹ ở với thằng em. Rồi vậy đường tình duyên của anh Trung thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Duyên thì nói chung khoảng 3 mối tình. Dạ mấy mối tình đó sao anh kể chi tiết cho em nghe coi, sao mình quen nhau được rồi sao mà mình chia tay với nhau? Quen thì nói chung là quen khoảng một người bên Công giáo, mình bên Lương, họ bên giáo, nói chung họ cũng cảm thấy nó cũng phù hợp bên bên giáo, thành ra nó không đến được hôn nhân. Rồi một người nói chung là tình kiểu như là tay ba thì đó. Mình quen niệm quan hệ mình rõ ràng, nhưng họ cảm thấy kiểu quen người này người khác, thành ra cũng không đến được. Còn mối tình thứ ba thì sao anh Trung? Mình thứ ba, thì nói chung là thì người ấy cũng kiểu lăng nhăng, anh ta cũng chả đến đâu cả. Mối tình thứ ba thì cách đây bao nhiêu lâu rồi anh Trung? Khoảng 2 năm rồi. Dạ, từ 2 năm đó tới nay là mình không có tìm hiểu điều mai nữa hết. Không. Dạ, vậy. Vậy thì mẫu người bạn gái mà anh Trung mong muốn thì như thế nào? Về chiều cao, cân nặng và tính cách làm sao anh? Nói chung là mình cũng cảm thấy bình thường thôi. Nói chung là dễ tính là được. Bình thường thì như nào, cao mét bao nhiêu hay là nặng bao nhiêu ký? Nặng mấy cũng được. Nói chung là từ 40 đến 50, 45 đến 50 gì đó. Rồi về tính cách thì anh muốn bạn nữ như thế nào? Tính cách thì nói chung là dễ tính là được. Nói chung là còn dễ tính thôi, còn không còn thêm gì hả anh? Cùng nói chung là từng ấy là được. Nói chung có công việc mà công việc thì càng tốt hơn. Rồi về công việc anh muốn bạn nữ đó làm việc gì? Nói chung làm nghề gì cũng được. Còn quê quán thì anh muốn bạn đó ở đâu? Quê quán thì nói chung ở gần gần nhà thì càng tốt hơn, khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Hoặc Quảng Bình thì cũng được. Rồi bên em đã ghi nhận thông tin của anh Trung rồi nha. Nếu như bên em có bạn nữ nào phù hợp với những cái yêu cầu của anh Trung thì bên em sẽ liên hệ lại với anh nha. Dạ, mình cảm ơn anh nha. Dạ, em xin kính chào ban tổ chức. Em tên là Lê Đình Thắng, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1994. Đang hòa tình. Chúng em nghe bên bạn mình hơi bị yếu vậy đó. Anh ơi, mạng bên mình hơi bị yếu á, mọi người chưa có nghe được, anh nói lại giùm em nha. Dạ thì chúng tôi ban tổ chức là em xin giới thiệu bản thân, là em tên là Lê Đình Hưng, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1994, nghề nghiệp là nhân viên kinh doanh giữa Hồ Sen, là quê quán ở Đông Hòa, Phú Yên vậy. Là hiện tại anh đang ở Phú Yên luôn hả anh Ân? Đúng không? Đúng rồi. Anh ở với gia đình hay là anh ở với ai? Ở với gia đình chị. Dạ rồi. Anh Ân chia sẻ với anh em một số điểm mạnh cũng như điểm yếu của anh Ân nha. Dạ, điểm mạnh thì trong công việc thì luôn phòng hành tốt và biết lắng nghe người khác và biết chăm sóc người khác. Còn điểm yếu thì hơi rụt rụt rì và bạn gái. Là anh ông mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ từ 2 đến 3 mối tình chị. Rồi những mối tình đó sao mà mình chia tay đâu anh ông kể cho em nghe nhé.
Dạ chị ạ, những mối quan hệ đó lúc trước thì đi làm xa quá cho nên ít có gặp được nhau cho nên nó không có tình cảm, nó không có tiến tới nữa. Mối tình gần đây nhất của anh Đăng là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Tầm khoảng một năm rồi chị. Là mình chia tay người yêu là cách đây một năm rồi. Đó, cái mối tình đó chi tiết sao anh Đăng mình sao rồi, sao mà mình chia tay? Thì mối tình ấy kiểu như chớp chóng, nó như nó chưa có muốn quét được tình cảm mà chị. Mỗi người làm một công việc quá cũng chưa chăm sóc lẫn nhau. Bạn gái mà sắp tới thì anh không biết là như nặng này cao con nặng thì bạn gái sắp tới thì nhìn thì bình thường cũng được chị, nói chung là ở trong trung tỉnh Phú Yên thì càng tốt. Có nghề nghiệp rồi tính năng thì chấp lạc chứ. Em nghe bên giỏ nâng hơi gió, em không nghe rõ, nâng nói lại em nhé. Dạ thì bạn gái thì nhìn mẫu hình thì nhìn tạm được chị. Rồi trong tỉnh Phú Yên là được. Hình là tạm được là sao, là cao 1m5, 1m6 hay là nặng 40kg, 50kg, tóc dài, tóc ngắn rồi anh? Dạ thì tóc dài, tóc ngắn gì cũng được chị. Còn chiều cao thì từ 1m5 đến 1m55 là được rồi chị. Cân nặng thì tầm từ 45 đến 50kg. Còn về tính cách thì anh đang mong muốn làm sao? Vui vẻ, hòa đồng hay là như thế nào không? Dạ vui vẻ, hòa đồng, học bác chị. Rồi, thì bên em đã nắm được thông tin cơ bản của anh Đăng rồi nha. Bên em sẽ tìm bạn nữ nào phù hợp với anh. Nếu như có bạn nào thì bên em sẽ liên hệ lại anh nha. Dạ ok, vậy là xong hả chị? Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Dạ rồi, em cảm ơn bên tổ chức ạ. Dạ chương trình cảm ơn chị ở chị ạ. Rồi biết thế được rồi. Thật sự tôi cũng lăn lộn Hà Nội mấy năm chứ bộ. Dạ vâng. Ok, tình trường thì sao? Về Hồ Chí Minh. Về tình trường của em thì sao? Em cũng có một vài người chuyện nhưng mà nghĩ là nó cũng chưa đến đâu cả. Vậy em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em xin em tìm kiểu một người con gái ở miền Bắc. Quá xa rồi. Miền Bắc. Ở đâu cũng được, miễn là làm việc ở Hà Nội là được đúng không? Làm Hải Phòng được chị. Thì em được xếp công việc cho vợ em. Quá là quan trọng vấn đề này. Em cảm thấy bao nhiêu vậy Việt? Dạ. Em cao mét bao nhiêu? Cao mét 66 chị ạ. 66 rồi. Về ngoại hình bạn gái thì có yêu cầu gì đặc biệt không? Tại thì trời mưa, miễn là bạn ấy vào được nhà là chị cũng chẳng cần nhiều đâu chị. Là biết chạy vào nhà khi trời mưa. Vì là đang mưa rất là mưa phùn rất nhiều này. Ở ngoài Hà Nội đang mưa phùn hả? Mưa hết cả tuần luôn chị. Đang bao nhiêu độ? 18 độ. Lạnh quá thì mình 18 độ. Bình thường mà, nói bình thường chị. Ok, về tuổi tác của bạn gái thì sao? Không có yêu cầu gì đặc biệt không? Tầm khoảng 30 là tí. 30 là tí. Nó nhỏ hơn em tầm 3-4 tuổi trở lại đúng không? Ok. Là bây giờ là sống chung gia đình thì có anh chị em gì không Việt? Có anh trai chị ạ. Anh trai đang ở riêng hơn 10 năm rồi. Anh trai là lập gia đình rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi.
Ok, hôm nay thì buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu mà ghi hình ở trong Sài Gòn ấy, thì báo em bao nhiêu lâu trước để em sắp xếp được công việc? Bảo em tầm khoảng tháng rưỡi nhé. Tháng rưỡi hả? Dạ vâng. Ừ. Thì trước em đăng ký một lần bên mình gọi đến một tiếp online đến thì bạn. Ủa? Hồi đấy là lâu chưa? 3 năm trước. 3 năm trước là có mời em đi phỏng vấn trực tiếp nhưng mà em chưa đi được hả? Ừ. Rồi cũng từ dịch mọi người cũng bắt đầu online, tại vì mọi người cũng làm xa đó nên là online cho tiện cho đôi bên, tiện cho các bạn đỡ phải đi nhiều. Ok rồi, cảm ơn em nha. Thì khi nào có lịch với lại có bạn gái phù hợp thì chương trình liên hệ với em nha. Ừ, rồi cảm ơn em. Công việc hiện tại của mình. Sao anh nói em không? Alo, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nha. Anh nghe được không? Rõ rồi. Rồi, ok, mời anh. Em tên là Nguyễn Minh Đông, sinh năm 96. Công việc của em hiện là chạy xe công nghệ anh. Chạy xe máy hay là xe ô tô? Xe máy anh. Rồi, thì hiện tại em ở đâu? Hiện tại em đang ở Sài Gòn mà. Rồi, thu nhập bình quân của mình tính ra là bao tiền tháng? Tầm 12 triệu anh. 12 triệu. Anh ở quận nào? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Rồi, anh Đông có điểm mạnh điểm yếu gì? Nói chung là điểm mạnh của em là nói chung là hay giúp đỡ người khác rồi. Còn điểm yếu của em là không biết chơi hay ham. Rồi, tình trường trước giờ của anh là có mấy mối tình rồi? Tình trường giờ của em là có 2 mối tình nè. Rồi, kể về 2 mối tình đi anh. Đó là mối tình đầu của em là quen khoảng 3 năm. Hai người chia tay, còn mối tình thứ hai em mới qua chia tay đây cũng 3 tháng. Là quen cũng 2 năm anh. Mối tình đầu thì quen khoảng 3 năm thì tại sao chia tay? Mà quen vào cái hồi đi học hay đi làm rồi? Bên còn đi làm á anh, nói chung là bên gia đình bên kia cũng khá giả. Còn bên em, bên đây gia đình em nó cũng không có khá em. Nên nó không có chung. Nói chung là lý do chia tay cũng gia đình á. Mối tình thứ hai là mới chia tay khoảng 3 tháng. Anh đang muốn đi kiếm người yêu mới à? Dạ, tại mối tình thứ hai của em á là em thấy quen mà không tới đám cưới được á anh. Em bây giờ em muốn tham gia chương trình này là em muốn quen rồi coi em sẽ cưới luôn á anh. Bây giờ em mới đăng ký thôi, chương trình này. Nhưng mà tại sao cái lý do là sao quen mà không thể đám cưới được? Tại vì cũng hai bên bố em là quê miền Tây, còn ở kia là quê ở miền ngoài á anh. Bởi vì không có phù hợp nữa. Bố là quê miền ngoài. Dạ. Kia người ta không có chấp nhận người miền Tây á. Gia đình cũng khó. Nhà mình là ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Hiện tại đang ở với bố mẹ. Không, quê em ở Đồng Tháp anh, hiện em đi làm ở Sài Gòn anh. Quê Đồng Tháp? Dạ. Rồi, nhà mình ở tới Đồng Tháp luôn, hiện tại trên này ở trọ. Ở trên này là em đang ở công ty anh, ở công ty của bạn em. Chứ không? Rồi. Bây giờ mình muốn chương trình tìm cho mình mỗi người như nào? Ngoại hình ra tính cách? Nói chung là tính cách, nói chung là... tìm mỗi người thật thà với trung thủy nè. Thật thà trung thủy. Dạ. Ngoại hình. Ngoại hình thì nói chung là cũng dễ nhìn anh. Ngoại hình dễ nhìn, còn gì nữa nhỉ? Dạ không, em đơn giản lắm anh ơi. Ngoại hình dễ nhìn. Bạn đó quê quán cái vùng nào thì phù hợp với mình?
quê quán nói chung là ở miền Tây cho là được anh. Ở miền Tây. Dạ vâng, rồi anh, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để mà biết thông tin cơ bản về anh đã. Sau đấy tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ... Em. Alo, nghe nhỏ quá vậy ta? Em có gửi lên rồi mà. Sao rồi, em rồi, ơi, bây giờ nghe rõ hơn rồi anh ơi. Em nói đi, em nói đi. Bên mình chưa có nghe. Vậy để em tắt tai nghe. Hay là tắt tai nghe đi, em nói bằng bình thường đi, thử xem. Rồi em nói đi. Dạ, nghe không ạ? Ờ, nghe đỡ hơn rồi nè. Rồi bây giờ bữa nay là cái buổi casting đầu tiên á, mình sẽ chia sẻ lại. Chia sẻ với cái cách mà em nói chuyện để cho bên mình nhìn xem cái cách mình nói chuyện truyền tải thông tin như thế nào em nha. Nên là em có gửi thông tin thì tụi chị biết rồi, nhưng mà bây giờ em cần trình bày lại bằng văn nói giùm chị. Em chia sẻ về em đi, em họ tên, công việc, quê quán của mình như thế nào. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Nam, quê ở Bà Rịa, hiện tại đang làm bảo trì điện. Rồi em sinh năm bao nhiêu nè em? Sinh năm 1987 gì. Ừ, bảo trì điện em đang làm ở đâu? Dạ làm ở thị xã Phú Mỹ. Làm ở Phú Mỹ là làm trong ở Vũng Tàu luôn á. Dạ đúng rồi, trong tỉnh của em luôn á. Là đi làm là sáng đi chiều về á hả? Dạ đúng rồi. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. Tự nhiên gì chị? À, em nói điểm mạnh của em cho chị đi. Điểm mạnh em là cái gì? Dạ em biết nấu ăn vậy. Gì nữa, gì nữa? Nhiều lên, kể nhiều ra. Thì em... Nói chung là việc nhà em làm được hết á. Ừ. Rồi điểm yếu là gì? Nấu, nhậu, nhẹ, có thuốc gì không? Ừ, mấy cái đó thì có, nhưng mà thỉnh thoảng mới nhậu thôi chứ không phải là nhậu thường. Ừ. Rồi, rồi em có bao nhiêu mối tình rồi? Tại sao chia tay? Dạ là hai thì chia tay thì cũng nhiều lý do lắm, nhưng mà cái quen thời đó là cái thời sinh viên, cũng chưa có nghĩ tới vấn đề hôn nhân. Lý do sao mình chia tay em? Thì bạn nữ gặp được người tốt hơn, với lại hồi đó cái còn trẻ, không có công việc đồ lúc đó thì sao? Hay là tính cách hay là đi mình học mà. À đúng rồi, đang là sinh viên, với lại là quê hai bên cũng xa nữa. Ừ rồi, và ok bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì hết á chị ơi, nói chung là hiếu thảo là được rồi, với lại đừng có cục xúc quá. Ừ, cục xúc là sao ta? Cục xúc là nóng tính đó chị. Từ trước em quen hai bạn nữ cũng nóng tính lắm. Nóng tính lắm hả? Rồi nhưng mà em ít nói không? Chị thấy sao ít nói quá vậy? Dạ đúng rồi, em ít nói lắm chị. Nói chung là người lạ, em gặp người lạ là em ít nói lắm. Ừ, rồi người quen thì nói ít hơn nữa hay sao? Thì nói ít hay nói nhiều gì cũng được á chị, nhưng mà nói đúng là được chứ đừng có nói sầm sàm. Ừ. Em là hồi trước em học cao đẳng đại học gì không Nam? Dạ em học cao đẳng gì? Ừ, cao đẳng gì? Cao trường nào? Dạ trường đại học công nghiệp á. Ừ. Rồi sao làm mà học ở Sài Gòn, học ở thành phố rồi về về đó làm hả? Dạ đúng rồi chị, em quê em đây mà. Ok. Rồi, ok em có còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không gì. Rồi, phần casting của em xong rồi đó, có gì? Ủa, tự nhiên. Rồi có gì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình sau nha. Ừ. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh.
Khi mà có thông tin về bạn nữ thì chương trình sẽ liên hệ lại anh sau ạ. Dạ, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Chương trình cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi, out rồi. Rồi. Bây giờ anh tự giới thiệu. Dạ vâng ạ, anh tự giới thiệu ạ. À, tôi tên là Nguyễn Kim Bảo, năm 1981. Công việc hiện tại của tôi là chạy xe công nghệ hai bánh. Rồi. Hiện tại anh đang ở trọ hay là nhà của mình? À, tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, từ nhỏ. Nè, nhà cửa mình bây giờ đang như thế nào anh? Là mình đang sống cùng với ai? Ở nhà mình đang sống cùng với ai? Hiện tại thì tôi sống một mình. Sống nhà mẹ thì ở nơi khác. À, hai ông bà ở đâu ạ? À, hai ông bà cũng ở gần cách nhau khoảng 10 cây số. Thôi, anh Kim Bảo có điểm mạnh, điểm yếu gì? À sao em? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? À, điểm mạnh điểm yếu thì tôi cũng là người đơn giản thôi. Tôi không có gì đặc biệt hết. Mình nói chung là điểm mạnh của mình là cuộc sống nó bình bình vậy đó. Mình cũng không có điểm mạnh, điểm yếu gì hết. Anh từng kết hôn chưa? Chưa từng kết hôn. Trước giờ anh có mấy mối tình nào rồi? Có mối tình nào sâu đậm nhất? Nói chung thì mình cũng dễ nhớ mà cũng dễ quên. Thì ngày trước rồi mình cũng có nhưng mà mình cũng quên rồi. Thời gian mà nó cứ tự động quên. Có nghĩa là bọn em đang phỏng vấn là muốn hỏi câu chuyện của anh. Thì anh phải kể chi tiết cụ thể để bọn em hiểu thêm về câu chuyện tình yêu của anh. Trước thì mình cũng có quen một hai người. Thì sau đó thì không có cùng sở thích hay là cùng có niềm vui. Cho nên mình tự chủ động mình chia tay thôi. Anh tự nhận xét là theo anh thì lý do mà anh còn độc thân, lý do mà anh ấy là gì? Nói chung thì mình còn chưa tìm được người phù hợp. Cho nên mình vẫn còn độc thân. Rồi bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình cái người phù hợp là như thế nào? Người phù hợp thì nói chung là một người hòa đồng vui vẻ. Người đó cũng không có, ý là không có yêu cầu gì quá khắt khe. Tại vì sống tôi đơn giản mà. Tôi chỉ tìm một người chung niềm vui đơn giản như mình thôi. Anh có, trong cuộc sống của anh thì anh có những cái niềm vui đơn giản như thế nào? Niềm vui đơn giản của tôi là, nói chung là bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, tôi là thích đi du lịch bằng xe máy hai bánh đó. Nếu mà tìm được người bạn đồng hành nào thì có cuộc sở thích thì mình làm quen với nhau. Rồi bạn gái mà về bạn gái mà đã từng đổ vỡ hôn nhân có sao không? Bạn gái hồi thực cũng lâu lắm rồi thì tôi không còn nhớ nữa. Không, bạn gái, cái mẫu người á, cái mẫu người mà người ta đã từng đổ vỡ hôn nhân ấy thì anh có quen được không? Nói chung thì người ta cũng trải qua rồi. Ý là mình chỉ tìm một người bạn nào mà chưa từng kết hôn. Nhưng mà anh sinh năm 1981, mà bây giờ anh tìm một cô sinh năm 1981 chưa từng kết hôn nữa thì làm sao mà nó khả thi được? Chương trình thôi, nếu mà chương trình tìm được thì tốt, còn nếu mà chương trình không tìm được thì cũng không sao cả. Có nghĩa là anh vẫn mong muốn là tìm bạn gái chưa từng kết hôn. Vâng, đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Kim Bảo nhé. Thì hôm nay là làm quen với anh trước cái đã, xong rồi tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Rồi, cảm ơn anh.